Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn bước vào phần tin tức trước rồi mới qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin của hãng thông tấn AP. Tổng thống của Venezuela là ông Maduro đã ngưng lại trang platform X ở tại Venezuela 10 ngày sau khi mà ông ta có cuộc khẩu chiến với lại ông Elon Musk. Bản tin từ Caracas cho biết thì tổng thống của Venezuela là ông Nicolas Maduro cho biết ông ta đã ra lệnh ngăn chặn 10 ngày đối với lại trang platform X tại Venezuela và cáo buộc rằng nhà tỷ phú Elon Musk đã sử dụng trang mạng xã hội này để mà cổ võ cho cái gọi là thái độ thù ghét ở trong cái cuộc tranh cử tổng thống đầy tranh cãi. Hãng thông tấn AP cho biết là trong ngày thứ năm thì tối ngày thứ năm thì được biết là cái trang platform X này đã không được sử dụng ở trên cái lãnh thổ của Venezuela. Elon Musk là chủ nhân của trang platform X đã vi phạm tất cả những quy tắc về mạng xã hội, đó là lời phát biểu của ông Maduro đã đưa ra trong một cái cuộc gặp gỡ với những kẻ ủng hộ cho chính phủ, và ông ta cáo buộc ông Musk là cố tình tạo ra thái độ thù ghét. Trong khi đó thì ông Elon Musk lên tiếng và cho rằng cuộc bầu cử tại Venezuela đã có nhiều thành phần gian lận, và trong đó cáo buộc rằng ông Maduro đã sử dụng cái hệ thống pháp lý cũng như là cái hệ thống bầu cử để mà gian lận bầu cử. Trong khi đó thì tổng thống của Venezuela cho biết ông ta đã ký một nghị quyết, và trong đó ông ta nói rằng đây là một cái nghị quyết nhằm để mà thúc đẩy cái ủy ban đặc trách về viễn thông của quốc gia, là quyết định sẽ xóa bỏ trang platform X, được biết với trước đây là tên trang Twitter, trong vòng 10 ngày nếu như mà họ không có đầy đủ tất cả những cái sự thay đổi. Đây được xem là hành động mới nhất của ông Maduro nhắm vào ông Elon Musk sau khi đôi bên đã có sự trao đổi và có sự gọi là khẩu chiến liên quan tới cuộc bầu cử này. Trong cuộc bầu cử này thì ủy ban bầu cử của Venezuela cho biết ông Maduro thắng trên 51% và đối thủ của ông là González được 44%. Trong khi đó thì phía của đối lập cho biết họ đã thu lượm tất cả những dữ liệu 80% trên tổng cộng là 30.000 cái thùng phiếu ở khắp trên toàn quốc và chứng minh rằng ông Edmundo González là người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Và ông Musk trên trang True Social đã nói rằng đây là một cuộc gian lận bầu cử, và điều này cho thấy nhà độc tài Maduro đã có hành động gian lận bầu cử. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc đối đầu và khẩu chiến giữa Maduro và ông Elon Musk. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tổng thống của Ukraine là ông Zelensky nói rằng dân Nga bây giờ đã cảm nhận được một đất nước có chiến tranh như thế nào khi lực lượng quân sự của ông đã bắt đầu tấn công vào nước Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì tổng thống Zelensky của Ukraine đã đưa ra lời phát biểu đầu tiên khi lực lượng Ukraine đã tiến sâu vào biên giới của Nga ở khu vực gọi là Kursk. Nga đã mang cuộc chiến tới mảnh đất của chúng tôi, và giờ đây thì họ sẽ cảm giác được chiến tranh như thế nào. Ông Zelensky đã phát biểu trong một đoạn video mà ông gửi ra, và ông không cho biết là các binh sĩ của Ukraine đang chiến đấu trên lãnh thổ của Nga ở khu vực Kursk hay không, và chúng tôi sẽ có thể có được những cái mục tiêu của chúng tôi càng sớm càng tốt và dưới những cái thỏa thuận và điều kiện về hòa bình, và nó sẽ xảy ra. Ông đã phát biểu bằng tiếng Anh ở trên cái đoạn video này, và cố vấn của ông Zelensky là Mykhailo Borodyov cho biết rằng là lực lượng của Ukraine đã bắt đầu tấn công sâu vào trong phía lãnh thổ của Nga. Và trước đó trong ngày thì Liên hiệp Âu Châu tuyên bố rằng Ukraine có quyền tấn công vào lãnh thổ của quốc gia đã bức hại và xâm phạm chủ quyền của Nga khi mà Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine. Và điều quan trọng nhất chưa xảy ra đã xảy ra, và bây giờ nước Nga phải đối diện với cuộc chiến do chính họ gây ra. Đó là lời phát biểu của Borodyov, được xem là cố vấn của ông nha, Zelensky đã đưa ra. Đây là lần đầu tiên lực lượng dưới mặt đất của Ukraine đã tấn công vào trong lãnh thổ của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu từ năm 2022. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã đưa ra lời cảnh cáo với Iran là sẽ có một cái sự nguy hiểm nghiêm trọng nếu như họ thực hiện cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã đưa ra lời cảnh cáo về cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Do Thái trong thời gian gần đây liên quan tới cái chết của nhà lãnh đạo Hamas ở tại Tehran, và nói rằng sẽ có những cái nguy hiểm nghiêm trọng cho nền kinh tế và chính phủ của Iran, và nếu như tiếp tục gia tăng cái sự căng thẳng giữa lúc mà Do Thái đang có cuộc chiến với Hamas
một viên chức của Hoa Kỳ nói với tờ Wall Street Journal là Hoa Kỳ đã có cuộc đối thoại với Iran và nói về tiềm năng nguy hiểm khi mà cuộc chiến mở rộng và rất là cao nếu như mà họ mở cuộc tấn công trả đũa. Viên chức này nói rằng Tehran cần phải hiểu rõ là những cái tiềm năng phong hiểm cao và hậu quả cho nền kinh tế của Iran cũng như sự ổn định, và trong cái chính phủ mới nhận chức của Iran sẽ đi được xem là sẽ lâm vào cơn khủng hoảng. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo của phía Hoa Kỳ đã đưa ra cho phía của Tehran ngay sau khi mà phía của Hamas đã có một lãnh đạo chính trị của họ bị ám sát tại thủ đô Tehran vào tháng trước. Trong đó thì họ quy trách nhiệm cho Do Thái đã thực hiện cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Do Thái vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ ám sát này. Trong khi đó thì Iran đã đưa ra dấu hiệu cho thấy là sẽ có những cuộc tấn công vào lãnh thổ Do Thái, đặc biệt là sự thúc đẩy của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Trong đó là họ được thúc đẩy là sẽ có một cuộc trả đũa và trừng phạt nặng đối với Do Thái. Và trong đầu tuần này thì Do Thái lại thực hiện các cuộc không tập ở phía nam của Lebanon và đã sát hại ít nhất là 4 chiến binh của Hezbollah. Phía giới chức Hoa Kỳ cho biết rằng đã có những lời cảnh cáo đầy đủ đối với phía của Iran và họ hy vọng rằng phía Iran phải duyệt xét lại việc mà trước khi họ mở cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Do Thái. Cùng một lượt thì Do Thái cho biết họ đã đồng ý quay trở lại các cuộc đối thoại liên quan tới dải Gaza vào tuần tới. Bản tin mới nhất cho biết Do Thái đồng ý quay trở lại các cuộc thương thảo liên quan tới việc ngưng bắn tại dải Gaza bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập là những quốc gia trung gian. Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã đưa ra lời xác nhận như trên. Trong khi đó thì nhóm Hamas kiểm soát dải Gaza nói rằng phía Do Thái đã đánh bom và khiến cho 18 người đã bị thiệt mạng trong ít nhất là hai cuộc không tập và đánh vào trúng hai cái trường học. Trong khi đó thì Iran cáo buộc Do Thái là vẫn tiếp tục tìm cách mở rộng cuộc chiến tại Trung Đông. Sau một tuần lễ ngưng lại từ tháng 11 thì Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập đã bắt đầu thúc đẩy lại cái cuộc thương thảo, trong đó nhằm có thể có một cái khóa ngưng bắn ở dải Gaza cũng như việc trao đổi và trả tự do cho các con tin. Trong một bản statement chung được đưa ra vào ngày thứ Năm, ba quốc gia này nói rằng các lãnh đạo đã đưa ra một cái lời mời của các phía can dự vào cuộc chiến tái tục lại các cuộc đối thoại vào ngày 15 tây tháng 8 tại Doha hoặc là tại Cairo, và trong đó để rút ngắn tất cả những cái khoảng cách gọi là khác biệt giữa các phía. Và trong đó thì văn phòng ông Netanyahu vào chiều tối ngày hôm qua nói rằng Do Thái đã gửi một phái đoàn đàm phán của họ tới ngày 15 tây tháng 8 để đồng ý tiếp tục thương thảo về các cái thỏa ước ngưng bắn mà do phía chính quyền của Joe Biden đưa ra. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới việc mà thương thảo giữa Do Thái và của Hamas. Cùng một lượt thì theo tường trình của đài ABC cho biết, trong lúc các cuộc thương thảo có thể tái tục lại vào tuần tới cũng như là sự khuyến cáo của Hoa Kỳ đối với Iran, Do Thái và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho hàng loạt các kịch bản khác nhau, bao gồm luôn tiềm năng tấn công từ nhóm Hezbollah. Lực lượng quân sự Do Thái đang làm việc và phối hợp với lại ngũ giác đài để chuẩn bị cho hàng loạt các kịch bản khác nhau, kể cả Iran hay là các nhóm vệ tinh của họ, bao gồm cả Hezbollah, có thể tấn công hàng loạt các vụ tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Theo tường trình của một viên chức quốc phòng Do Thái đã nói với đài truyền hình ABC, cả Iran vẫn lẫn các nhóm dân quân của họ ở tại Hezbollah là ở tại Lebanon là Hezbollah cam kết rằng sẽ có cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Do Thái sau khi mà có những cuộc tấn công tại Beirut và Tehran sát hại một thủ lãnh của Hezbollah cũng như một lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas. Và viên chức Do Thái đã giấu tên cho biết rằng là họ đã bắt đầu có những cái đưa ra những cái lằn ranh đỏ cho phía Do Thái, và trong lúc mà Do Thái và kể cả Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho tất cả những kịch bản khác nhau, bao gồm luôn việc Hezbollah nhắm vào các mục tiêu thường dân của Do Thái. Chúng tôi không có hứng thú với cuộc gia tăng về cái sự căng thẳng tại đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ tất cả những cái cuộc tấn công vào thường dân của chúng ta, và chúng tôi sẽ không dung thứ cho chuyện này. Đây là lời phát biểu của viên chức Do Thái đưa ra. Và việc chuẩn bị này, trong đó bao gồm luôn việc mà Hoa Kỳ tăng cường cái khả năng quân sự và phòng thủ cho phía của Do Thái. Trước đó thì ông Lloyd Austin đã tuyên bố rằng ông sẽ có một cái thái độ cứng rắn và hỗ trợ cho Do Thái cho bất kỳ một cuộc tấn công nào nhắm vào lãnh thổ của Do Thái. Và trong tuần này, ngũ giác đài đã loan báo rằng là có thêm hai cái khu trục hạm của Hoa Kỳ cùng với lại lực lượng chiến đấu cơ là F-22 Raptor đã được gửi tới phía đông của bờ biển Địa Trung Hải, là một phần trong nỗ lực gia tăng cái việc bảo vệ cho Do Thái. Đây được xem là một trong những sự phối hợp của lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Do Thái trước tiềm năng đe dọa trả đũa của Hezbollah và của Iran. Cùng một lượt thì trong bản báo cáo của War Zone cho biết F-18 của Hoa Kỳ đã có đầy đủ tất cả trang bị các cái hỏa tiễn không đối không đã được đưa tới Jordan gần khu vực của Do Thái.
Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ với lại F-18 Super Hornet đã bắt cất cánh từ cái hàng không mẫu hạm là Theodore Roosevelt, hiện nay đang tìm cách gọi là tuần tra xung quanh tất cả các cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ lắp đặt tại Jordan, và các chiến đấu cơ này đã được lắp đặt tất cả những loại hỏa tiễn air-to-air, tức là không đối không mà họ gọi tắt là AIM-9X Sidewinder theo tường trình cho biết. Và họ nói rằng là các cái chiến đấu cơ này đã bắt đầu tuần tra trên bầu trời của các khu vực được xem là vị trí quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, nơi mà cách đây không lâu đã có 3 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng sau khi mà một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 8 năm ngoái đã bị bắn trúng tất cả những cái hỏa tiễn từ phía của nhóm Hồi giáo tại Iraq, và đây được xem là một trong những cái cuộc tăng cường các cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ. F-18, F-22 và F-35 đã được khai triển từ các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và bảo vệ cho các vị trí quân sự của Hoa Kỳ tại Syria, tại Iraq và kể cả tại Jordan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, một bản báo cáo mới nhất của công ty Microsoft đưa ra cho thấy là lực lượng hacker của Iran đã nhắm mục tiêu vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và trong đó bằng mọi giá là loại trừ ông Trump. Iran vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động không gian mạng nhắm gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và một trong những cái mục tiêu đó là họ đã sử dụng hệ thống email để tấn công, theo tường trình của Microsoft đã đưa ra thông báo ngày hôm nay thứ Sáu. Các tay hacker của Iran trong mấy tháng qua đã tạo ra một số những cái trang website mới, và trong đó gần như là họ gọi là những cái trang website giả và những trang website đen, và trong đó nếu như mà cử tri Hoa Kỳ xâm nhập vào những cái và đi vào những trang website này, họ dễ dàng bị hack và bị lấy đi tất cả những thông tin của họ. Và theo tường trình cho biết thì các hacker của Iran đã bắt đầu tạo ra rất nhiều những trang website giả nhắm vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và trong đó với quyết tâm là loại trừ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là Donald Trump ra khỏi cuộc tranh cử. Và bản báo cáo của Microsoft cho biết không những là hacker của Iran mà phía của Trung Quốc cũng đã bắt đầu tăng cường rất nhiều các cái cuộc tấn công vào trong các cái hạ tầng cơ sở về Internet của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn cả các cơ quan của chính quyền liên bang cũng như là các tổ chức dân sự, và đặc biệt nhắm vào hệ thống tổ chức bầu cử ở địa phương. Trong đó thì cả Trung Quốc lẫn Iran đã bắt đầu tăng cường rất nhiều, và dường như mục tiêu của họ là nhắm vào việc cản trở ông Trump thắng cử vào tháng 11 sắp tới đây. Và một nhóm hacker có liên hệ với nhà nước, lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran trong tháng 6 đã nhắm vào cái chiến dịch tranh cử tổng thống, và trong đó họ sử dụng những email và tìm cách gọi là thu lượm tất cả những thông tin tế nhị theo bản báo cáo cho biết, và họ nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông Trump và tung rất nhiều những cái tin giả và những cái deepfake, tức là những cái tấm hình giả để mà gây nhiễu loạn trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là họ tạo ra rất nhiều những cái trang website giả, và trong đó đưa ra những thông tin giả liên quan tới cộng đồng gọi là đồng tính và việc mà gọi là giải phẫu chuyển đổi giới tính, và trong đó dường như là kích động để tấn công vào cá nhân của ông Trump và các thành viên của Đảng Cộng hòa. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của công ty Microsoft đưa ra giữa lúc mà phía của Hoa Kỳ đang tăng cường rất nhiều mạng lưới an ninh trên không gian mạng, đặc biệt là trong cuộc bầu cử năm 2024, giữa lúc mà phía Quốc hội Hoa Kỳ báo cáo về tình trạng sử dụng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, để tìm cách gọi là thao túng và gây ra nhiễu tin trên tất cả các cái hệ thống kỹ thuật cao tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của công ty Microsoft đưa ra ngay sau khi mà giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là bà April Hanet vào tháng trước cho biết là chính quyền của Iran đang tiếp tục nhắm vào việc mà gọi là hack vào trong tất cả các cái cơ sở, hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, trong đó để hỗ trợ cho Hamas trong cuộc chiến tại dải Gaza. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và được tường trình bởi hãng thông tấn AP. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và các đồng minh đã thực hiện cuộc tập trận ngay trên Biển Đông, cùng một lượt Trung Quốc cũng đã có một cuộc tập trận. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng hải quân của Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tuần tra tập trận với khả năng tấn công ở trên Biển Đông trong ngày thứ Tư, giữa lúc mà Hoa Kỳ và ba quốc gia đồng minh cũng đang có cuộc tập trận ở cùng một khu vực này. Hoa Kỳ, Úc, Canada và Philippines đã có cuộc tập trận chung trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông, trong đó nằm trong vòng 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo tường trình của Hải quân Hoa Kỳ đưa ra.
và căng thẳng trên Biển Đông đã gia tăng kể từ khi có những cuộc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Philippines trên các bãi cạn tại quần đảo Trường Sa. Và theo tường trình của phía Manila cho biết, họ sẽ sẵn sàng kích hoạt lại một cái hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ. Trung Quốc cho rằng là họ đang làm chủ toàn bộ khu vực Biển Đông, đang gây tranh chấp với những quốc gia tại Đông Nam Á, trong đó có Philippines. Úc, Canada và Hoa Kỳ cũng như Philippines có cái quyền để mà tập trận và hỗ trợ cho quyền tự do hàng hải bay hoặc là di chuyển đậu ở trên các khu vực được xem là không phận và hải phận của quốc tế. Cùng một lượt, chúng tôi sẽ thực thi tất cả những luật trên biển đã được thông qua năm 1982, gọi là UN Convention on the Law of the Sea, tức là gọi tắt là UNCLOS. Đây là một trong những cái hiệp ước liên quan tới biển. Và Bộ trưởng, xin lỗi quý vị, lãnh đạo các giới chức quốc phòng của Canada, Úc, Philippines và Hoa Kỳ đã có mặt tại đây với sự chỉ huy của đề đốc hải quân của Hoa Kỳ là Samuel Paparo. Và chúng tôi sẽ làm việc chung để có những cái đối diện với những thách thức ở trên mặt biển, đặc biệt là tình trạng gọi là xâm lấn và gây khó khăn trên các cái tuyến đường của hàng hải quốc tế và hải phận quốc tế. Đây được xem là cuộc tập trận diễn ra giữa lúc mà Bắc Kinh cũng đang có cuộc tập trận và tăng cường tuần tra và khả năng tấn công của họ ở khu vực Biển Đông. Cùng một lượt thì lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam và lực lượng tuần tra của Philippines cũng đã tham gia vào một cuộc tập trận và trong đó để mà cấp cứu trên mặt biển. Bản tin từ Manila cho biết thì các thủy thủ của tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu tuần duyên của Philippines đã có một cuộc tập trận cấp cứu vào ngày thứ Sáu, lần đầu tiên lực lượng của hai quốc gia này đang có cuộc tập trận về cấp cứu trên mặt biển và hệ thống liên lạc trên mặt biển giữa lúc mà đang có sự căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông. Bản tin cho biết thì chiếc tàu khinh hạm của Cộng sản Việt Nam là CFB-8002 đã có mặt ở trong cái bờ bến cảng của Manila vào ngày thứ Hai để cùng tập trận chung với lại lực lượng tuần duyên của Philippines ở khu vực gần cái bãi cạn Second Tomaso, nơi có một trạm đóng quân của Philippines tại đây. Và cuộc tập trận này với kịch bản là cấp cứu trên mặt biển và hệ thống liên lạc cũng như là có những cái ngôn ngữ chung ở trong cái vấn đề liên lạc trên mặt biển diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ, Canada, Úc và Philippines cũng đang có cuộc tập trận ngay trước đảo Palawan, tức là ngay khu vực quần đảo Trường Sa. Và đồng thời phía Bắc Kinh cũng đã gửi một số khinh hạm cũng như là khu trục hạm của họ được xem là cuộc tập trận Combat Rail, tức là cuộc tập trận tác chiến và tuần tra ngay trên khu vực ở phía bắc của quần đảo Trường Sa, tức là gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất trong lúc mà lực lượng các phía đang có mặt tại khu vực quần đảo Trường Sa để tăng cường các cuộc tập trận tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, bản báo cáo của hãng thông tấn Reuters cho biết là Canada và Úc đang tìm cách có những cái hợp tác quân sự để kiềm chế sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin từ Ottawa cho biết thì cả Canada lẫn nước Úc đặc biệt đã báo động về tình trạng Trung Quốc đang có những hành động bành trướng và hung hăng trên Biển Đông và nói rằng họ sẽ gia tăng việc hợp tác quân sự và kỹ nghệ quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng của Canada là Bill Blair nói rằng là vấn đề an ninh trên tuyến đường Indo-Pacific đang có những thách thức trong những dấu hiệu cho thấy có những đường hướng rất khó khăn và cáo buộc rằng Bắc Kinh đã có những hành động xâm phạm vào cái luật quốc tế và hệ thống quốc tế khi mà họ bảo vệ cho quyền lợi của họ. Và ông Blair phát biểu tại Vancouver trong cuộc nói chuyện với lại đối tác của ông là ông Richard Marles, phó thủ tướng cũng là bộ trưởng quốc phòng của nước Úc, và đôi bên cần phải làm việc chung để quản trị cái tự do hàng hải trên tuyến đường Indo-Pacific. Chúng tôi đồng ý là các phía sẽ có sự hợp tác chặt chẽ trong các lực lượng vũ trang cũng như bảo vệ cho tất cả những cái quyền lợi hàng hải của chúng tôi tại khu vực này. Ông đã phát biểu với các thông tín viên như trên. Đồng thời hai bộ trưởng này cho biết họ lo ngại về tình trạng Bắc Kinh đã bắt đầu cho quân sự hóa tại Biển Đông và các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo quốc Đài Loan. Lực lượng vũ trang của Philippines và các đồng minh của họ gồm có Canada, Hoa Kỳ và Úc đã có cuộc tập trận diễn ra trên khu vực của quần đảo Trường Sa ngay trước ở Palawan. Cùng một lượt thì ông Malet đang có mặt tại Vancouver từ Washington vào ngày thứ Tư để đối thoại với phía Canada nhằm tăng cường sản xuất về các loại vũ khí định vị cũng như là các cái hợp tác về quốc phòng giữa Úc, Canada và kể cả của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới những cái biến động trên Biển Đông. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, bản báo cáo của đài truyền hình CNN cho biết một người đàn ông tại Tennessee đã bị bắt giữ và cáo buộc sử dụng các công nhân kỹ thuật trong một vụ lừa gạt gây quỹ giúp cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết một người đàn ông ở Tennessee đã bị bắt giữ và cáo buộc làm việc để gây quỹ cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn.
theo tường trình của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra vào ngày thứ Năm. Người này có tên là Martel Isaac Nut, 38 tuổi, bị cáo buộc là giúp cho các công nhân của Bắc Hàn để có thể có được cái quyền gọi là quốc tịch của Hoa Kỳ là một phần trong vụ lừa gạt để có thể đưa tất cả những công dân của Bắc Hàn tới Anh và Hoa Kỳ làm việc trong các công ty kỹ thuật và âm mưu rửa tiền, cũng như là sử dụng tất cả những cái nguồn tiền này để giúp cho các công dân của Bắc Hàn và công dân của Trung Quốc có thể nhập cảnh Hoa Kỳ và có thể có được cái quyền định cư tại Hoa Kỳ theo tường trình của Bộ Tư pháp đưa ra. Và ông Nút bị cáo buộc là đã lừa gạt tất cả những nạn nhân này và sau đó sử dụng cái nguồn tiền này để hỗ trợ và gây quỹ cho cái chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Và cái âm mưu lừa gạt này đã được phanh phui bởi giới truyền thông Hoa Kỳ, giới kỹ thuật và giới tài chính, trong đó họ đã báo cáo rằng có hàng trăm ngàn đô la đã bị thiệt hại sau khi mà âm mưu lừa gạt này được đưa ra. Và người đàn ông này được mô tả là đang làm việc rất gần gũi với lại những hacker của Bắc Hàn, những kẻ đã làm giàu nhờ việc đánh cắp các cái tiền điện tử, và phân nửa cái chương trình vũ khí của Bắc Hàn đều được cung cấp bởi các cái cuộc tấn công không gian mạng và đánh cắp tiền trên mạng lưới tiền điện tử vào năm ngoái, theo tường trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Và các công nhân liên quan tới ngành kỹ thuật này đã có quan hệ với ông Nút, đã được chi trả lên tới 250.000 Mỹ Kim cho công việc của họ từ năm 2022 cho tới năm 2023. Và họ đã không báo cáo với sở thuế IRS cũng như là sở an sinh xã hội của Hoa Kỳ. Đài CNN vẫn chưa cho biết là số lượng người này là bao nhiêu người, là như thế nào. Tuy nhiên họ nói rằng ông Nút đã có hành động được xem là gây quỹ và dùng tiền đó để hỗ trợ cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bản báo cáo của hãng thông tấn AP cho biết các viên chức của Nam Hàn đã đặt câu hỏi về cá nhân những người đã băng qua biên giới từ phía Bắc về thân phận của họ. Bản tin từ Seoul cho biết chính quyền của Nam Hàn trong ngày thứ Năm đã đặt câu hỏi về một nghi can được xem là cư dân từ Bắc Hàn đã cố tình băng ngang qua biên giới về phía Nam và xâm nhập vào trong lãnh thổ của Nam Hàn, theo tường trình của giới chức quân sự đưa ra. Một trong những nhân vật đại diện cho văn phòng tổng tham mưu của Nam Hàn đã đưa ra một cái text message cho các thông tín viên là các binh sĩ của Nam Hàn đã cứu được một cá nhân không rõ lai lịch, được biết là đến từ Bắc Hàn, và trong đó người này đã được chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền để thẩm vấn. Và văn phòng tổng tham mưu trưởng đã không cho biết được lại về chi tiết là người này băng ngang qua biên giới như thế nào và tại sao có nghi ngờ khi họ đào tỉ tới Nam Hàn, theo cuộc báo cáo cho biết, và vẫn còn đang điều tra. Trong một bản statement đưa ra bởi lực lượng quân sự sau khi mà có bản báo cáo từ một tờ báo tại Nam Hàn chỉ ra từ nguồn tin quân sự cho biết là người này có thể là một trong những kẻ hoạt động gián điệp cho nhà nước Bắc Hàn đã dễ dàng vượt qua dòng sông Hàn để mà tiếp cận với bờ biển Kim Hải trước khi mà ông ta đã bị bắt giữ bởi các lực lượng quân sự của Nam Hàn ở phía Nam, được xem là thuộc cái đảo gọi là Gyeongdong. Theo tường trình của Bộ trưởng Quốc phòng cho biết thì đây là cuộc điều tra và họ giao lại cho cơ quan tình báo quốc gia gọi tắt là NIS để điều tra về nhân vật này mà họ nghi ngờ là cố tình dùng thân phận đào tị để hoạt động và gián điệp cho nhà nước Cộng sản Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nam Hàn cũng như của Bắc Hàn ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Kinh đã đưa ra một tham vọng mới là sẽ xây dựng một cái vận dương hạm lớn nhất thế giới, trong đó bao gồm luôn cả một cái sân bay dành cho trực thăng. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Cộng sản Trung Quốc đang có một cái tham vọng là sẽ xây dựng một cái vận dương hạm họ gọi là Yulan Class, trong đó là sẽ có bãi đáp cho trực thăng và được mô tả là một cái vận dương hạm lớn nhất trên thế giới, có khả năng đổ bộ và tấn công. Trong một ngày 1 tháng 8 vừa qua thì tổ chức chiến lược tại Hoa Kỳ là CSIS đã công bố một bản báo cáo cho thấy là thời gian gần đây thì công xưởng đóng tàu của Trung Quốc đã có những cái hoạt động bất ngờ, và trong đó dựa trên những hình ảnh satellite cho thấy là họ đang bắt đầu tiến hành đóng một cái vận dương hạm mà được xem là mô tả lớn nhất thế giới. Chiếc này gọi là Type 076 là có khả năng giúp cho các trực thăng có thể đáp xuống cái vận dương hạm này, cùng với việc vận dương hạm này sẽ có một cái chiều rộng, chiều dài là 260m và chiều rộng là 52m, và trong đó tổng cộng là 13.500m², và nó có thể nói là gấp 3 lần cái sân football của Hoa Kỳ, và trong đó có thể chứa nặng lên tới 50.000 tấn. Và
phía nó tương đương và lớn hơn một chiếc vận dương hạm của Hoa Kỳ là LHA, chỉ có 45.000 tấn mà thôi. Và trong khi đó thì một chiếc gọi là vận dương hạm của Nhật Bản có tên là Izumo thì chỉ có 26.000 tấn. Trong khi đó thì chiếc vận dương hạm của Trung Quốc hiện nay đang có là khoảng 36.000 tấn. Và tham vọng này là có thể chứa được rất nhiều những cái cuộc đổ bộ của Trung Quốc ở trên cái vận dương hạm này cùng với lại cái bãi đáp của trực thăng. Đây được xem là một tham vọng mới nhất, và tổ chức CSIS từ trên các hình ảnh của vệ tinh cho thấy công xưởng đóng tàu của Trung Quốc ở phía đông quốc gia này đã bắt đầu cho thiết kế và bắt đầu có những cái hành động để mà bắt đầu thực hiện cái tham vọng của họ là một chiếc vận dương hạm lớn nhất thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, hơi lá cải một chút, nhưng mà nó là một cái tin đáng chú ý. Một công ty tại Trung Quốc đã chi cho một tài tử của Đài Loan lên tới 400.000 Mỹ Kim cho một chương trình livestream bán hàng. Tuy nhiên đã bán không được và bây giờ họ lên tiếng đòi tiền lại bởi vì mức bán đã thấp đi. Đây là một trong những cái tin khá đặc biệt. Một công ty tại Trung Quốc đã chi trả cho một ngôi sao tại Đài Loan lên tới 3 triệu đồng nhân dân tệ, tức là khoảng 400.000 Mỹ Kim để bán các mặt hàng của họ. Tuy nhiên sau khi mà livestream xong thì họ chỉ bán được khoảng 200.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 28.000 Mỹ Kim các mặt hàng mà thôi. Công ty này có cái tên gọi là Sichuan New Green Pharmaceutical Technology Development, tức là một công ty chuyên về các mặt hàng dược thảo hoặc thuốc men, có trụ sở đặt tại tỉnh Tứ Xuyên, đã mở cuộc livestream với một tài tử của và mà là một ca sĩ của Đài Loan có tên gọi là Minh Đào. Tuy nhiên thì công ty này bây giờ đã yêu cầu đòi tiền lại bởi vì cái lượng người xem đã không mua đủ hàng các loại sambu thông qua cái livestream của anh ta diễn ra vào ngày 14 tây tháng 6. Trong đó thì theo tường trình cho biết, và công ty phát ngôn viên của công ty này có cái họ là Yan đã nói với một cái cơ quan truyền thông rằng họ chi ra 3 triệu đồng nhân dân tệ để trả cho Choice Media, một trong những cái công ty mà phát hình trên cái mạng video Douyin nổi tiếng của Trung Quốc, và trong đó nơi mà Minh Đào được xem là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn, và cuộc livestream này kéo dài 6 giờ đồng hồ. Tuy nhiên thì không bán được hàng, họ chỉ bán được khoảng 200.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 28.000 Mỹ Kim. Bây giờ công ty này đã viết thư và yêu cầu đòi lại số tiền của họ đã chi ra 400.000 Mỹ Kim cho phía của tài tử và ca sĩ này của Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cái thái độ của các công ty Trung Quốc khi không đạt được mục tiêu thì họ tìm cách đòi tiền lại đối với lại những người được xem là có ảnh hưởng trong công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì vẫn cho phép Phong đưa cái thông báo của công ty Teletron là ngày 17 và ngày 18 tháng này, tức là thứ Bảy và Chủ nhật tuần tới nữa, thì chúng ta sẽ có một cái chương trình đại nhạc hội để mừng thành lập chi nhánh của công ty Teletron tại thành phố Houston, Texas, ngay trên đại lộ Bella và nằm cạnh chợ Tân Bình, và có sự tham dự của đông đảo anh chị em nghệ sĩ, 2 ngày 17 và 18 tây tháng 8 này. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 281-495-8999, 281-495-8999 để biết thêm chi tiết, hoặc vào trang web là teletronusa.com, teletronusa.com để có thêm chi tiết. Và Phong cũng như Phượng Mai cũng sẽ có mặt ở cái chi nhánh Teletron trên đại lộ Bel Air vào ngày 17 và ngày 18 tây tháng này để gặp gỡ với tất cả những thân hữu, khán giả, bạn bè của TNP Channel. Chúng ta có thể gặp hàng huyên tâm sự hoặc là chụp hình lưu niệm. Hy vọng gặp gỡ tất cả những khán giả, thân hữu của TNP Channel tại Houston và các vùng phụ cận. Đó là cái thông báo của Phong. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Mình cảm thấy ông Elon Musk là một anh hùng, ông ấy trong tình trạng rất nguy hiểm. Ông chả có gì nguy hiểm cả. Có điều là hai lần liên tiếp trong ngày hôm qua thì ông có một cái tin vui khi mà ông đệ đơn để mà khởi kiện một số công ty cấu kết với nhau tẩy chay trang platform X của ông. Thì quý vị, ngay lập tức thì cái tổ chức ARMI này đã lập tức gọi là đóng cửa và dẹp bỏ ngay. Đây là một cái tổ chức của nó gọi là liên minh về các công ty truyền thông trách nhiệm trên toàn cầu. Thì quý vị, đây là một cái liên minh của những công ty nắm quyền về quảng cáo. Họ tẩy chay trang Platform X, và ông Elon Musk trước đó ông đã nộp đơn kiện
nhiều công ty bị nằm trong đơn kiện này, trong đó có luôn cả cái hệ thống cung cấp về thuốc men là CVS. Thì quý vị, ngay lập tức ngày hôm qua họ đóng cửa cái tổ chức này lại. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, sau cuộc khẩu chiến thì ông Nicolas Maduro đã dùng quyền tổng thống của ông ta chặn cái domain name, tức là cái tên miền của Platform X trong 10 ngày. Tức là ở Venezuela quý vị vào cái trang Platform X quý vị vào không được nữa. Nó bị chặn tên miền ngay tại Venezuela rồi. Thì quý vị, đây là một trong những cái cuộc đối đầu của ông Elon Musk với những thành phần cực tả xã hội chủ nghĩa. Ông Elon Musk gần như bây giờ ông nghiêng về phía bảo thủ rồi. Ông chống đối tối đa những cái hệ thống xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản nha. Rồi tiếp tục, lướt qua một số cái đó. Nếu Ukraine đưa quân vào Nga, liệu họ còn tính chính danh hay không và còn được sự ủng hộ nữa hay không? Trên quy tắc thì phía của Liên hiệp Âu Châu họ tuyên bố là Ukraine có quyền tự vệ và có quyền tấn công Nga khi họ bị bức hại trước. Thì đây là lời tuyên bố của Liên hiệp Âu Châu đưa ra. Và vừa rồi thì họ tấn công vào cái khu vực ở sát biên giới, ở bên kia của nước Nga, nó gọi là Kursk. Thì đây là lần đầu tiên mà lực lượng binh sĩ của Ukraine có mặt trên lãnh thổ Nga. Thì về mặt chính danh thì bây giờ Liên hiệp Âu Châu nói như vậy, họ giải thích như vậy thôi. Còn cái vấn đề quý vị có cảm thấy nó chính danh hay không lại là một chuyện khác. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Nga tấn công trước. Nga đã tấn công và xâm lăng Ukraine trước, cho nên Ukraine có cái quyền tự vệ của họ. Và trong cái quyền tự vệ này định nghĩa ra sao thì tùy theo Ukraine. Do đó thì quý vị, đây là cái lần đầu tiên thì ông Zelensky ông nói rằng quý vị mang chiến tranh tới đất nước chúng tôi. Bây giờ quý vị đã cảm nhận được cái hậu quả của chiến tranh như thế nào. Thì đây là lời phát biểu của ông Zelensky ngày hôm qua sau khi mà lực lượng dưới mặt đất của Ukraine lần đầu tiên đã bước chân vào lãnh thổ của Nga nha. Rồi tiếp tục. Mexico là thành viên của tòa án quốc tế mà lại mời Putin tham dự lễ nhậm chức của Mexico. Chả có gì gọi là khó hiểu cả. Tại vì Mexico họ có bàn giao với tất cả các quốc gia trên thế giới. Thì khi mà có lễ nhậm chức tổng tân thống, họ có quyền mời. Họ có quyền mời tất cả các lãnh đạo nào có bàn giao với lại phía của Mexico. Còn họ là thành viên của ICC, họ có quyền từ chối, không bắt giữ. Và ngày hôm qua ông Obrador đã khẳng định ông ta sẽ không làm điều này. Tại vì cái luật lệ và hiến pháp của Mexico không cho phép. Mặc dù Mexico là thành viên của ICC. Đơn giản thôi, ok. Rồi tiếp tục. Không riêng gì Iran mà có cả con thêm con cọp giấy luôn. Thật sự hai cái khác nhau. Nhóm hacker của Iran được lệnh là phải tạo ra những trang web đen, sử dụng những cái hệ thống email giả vân vân để mà bằng mọi giá là không để cho Donald Trump thắng cử. Đây là cái bản báo cáo chính thức từ Microsoft, chứ không phải là từ tôi đâu. Là họ gây ảnh hưởng kết quả bầu cử Hoa Kỳ bằng cách là không để cho Donald Trump thắng cử. Còn phía Trung Quốc thì đang tìm cách gây xâm nhập vào tất cả các hệ thống bầu cử ở địa phương. Tức là hacker của Trung Quốc tìm cách xâm nhập tất cả những cái máy móc bầu cử ở địa phương. Nhưng mà cái điều này thì nó không có tác động mạnh, là bởi vì nhiều tiểu bang, những cái máy đếm phiếu, kiểm phiếu không được phép sử dụng Internet. Nhiều tiểu bang và nhiều nơi đã không cho phép rồi. Tức là họ không được phép hook up Internet vào khi mà máy kiểm phiếu vận hành. Thì chưa chắc Trung Quốc đã xâm nhập được đâu. Nhưng mà họ Trung Quốc thì đi tinh vi hơn. Tức là họ thao túng cái khối phiếu ở địa phương nếu họ hack vào được. Nếu họ hack vào được, họ có thể thao túng ở một số địa phương. Mà nhiều địa phương cộng lại, nó sẽ ảnh hưởng tới liên bang. Do đó, Trung Quốc thì khôn hơn. Còn phía hacker của Iran là nó xâm nhập vào tất cả các hệ thống đầu phiếu của liên bang. Và họ tìm cách gọi là thao túng. Và cái mục tiêu của họ là với một cái tiêu đề là Donald Trump cannot win. Tức là ông Trump không thể thắng. Đây là mục tiêu của Iran nha. Rồi tiếp tục. Cảm ơn Tuấn Trần đóng góp 10 miếng kim nha. Rồi Trung Quốc luôn tham vọng nhưng gần như chưa bao giờ làm được gì vậy? Ngủ được quyền mơ mà. Là sao không hiểu luôn. Ok. China muốn vượt mặt Hoa Kỳ là nước đóng hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới. Cộng sản Trung Quốc đang phô trương lực lượng PLA mạnh nhất thế giới. Nhưng lúc vận hành mới quan trọng. Chính xác. Ok. Quý vị có thể khoe khoang là quý vị có cái hàng không mẫu hạm lớn nhất trên thế giới. Và có những cái lực lượng quân sự đông nhất trên thế giới. Những vũ khí tối tân trên thế giới.
nhưng cuối cùng thực chiến và vận hành. Quý vị, nội cái hàng không mẫu hạm Sơn Đông tới bây giờ còn lỏng cổng. Rồi trước đó, cái hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ đó là chiếc Liêu Ninh. Đây là cái hàng không mẫu hạm cũ của Ukraine. Họ mua lại, họ về, họ modify lại. Rồi quý vị, chạy bằng dầu diesel. Chạy bằng dầu diesel. Bây giờ họ muốn đóng một cái vận dương hạm lớn nhất thế giới, 50.000 tấn. Thì họ có quyền. Nhưng mà lúc vận hành ra, quý vị thấy rằng là cái hàng không mẫu hạm mới nhất của Hoa Kỳ á, hôm rồi họ thử không? Tức là họ để chất nổ sát gần cái chiếc hàng không mẫu hạm, nổ trên mặt biển đó, để coi cái mức mà ba lăng, tức là cái mức quân bình của cái hàng không mẫu hạm có bị lật hay không. Thì quý vị, họ có những cái cách thử nghiệm gọi là cho thấy rằng là cái mức an toàn tối đa. Đó là cái hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hoa Kỳ vừa rồi, cách đây năm ngoái, tôi nhớ năm ngoái họ đã cho quay video của đạn mà họ thử cái hàng không mẫu hạm đó đó. Tức là họ đặt một cái chất nổ rất số lượng rất lớn để coi coi khi mà cái áp suất của chất nổ nó nổ ra đó thì cái hàng không mẫu hạm có bị nghiêng không? Có bị nghiêng và bị lật hay không? Thì quý vị, đây là cách thử của Hoa Kỳ, còn Trung Quốc thì tôi chưa thấy họ thử kiểu này. Do đó mình đâu có biết được cái mức độ an toàn của họ tới mức độ nào, đúng không? Rồi. Ok. Ok. Đánh để giành thế thượng phong khi ngồi vào bàn đàm phán, khi Trump lên chắc chắn Putin phải ngồi vào bàn đàm phán với Yankee. Ngày hôm qua ông Trump nói rằng là ông rất muốn tới Ukraine nhưng mà có nhiều cái cản trở về pháp lý cho nên ông chưa tới Ukraine được. Ông chưa tới Ukraine được và ông rất muốn tới Ukraine một lần. Thì ông nói là có một số những cản trở tại vì ông là ứng cử viên tổng thống. Do đó có một số những cái lực cản trở về mặt pháp lý cũng như về mặt an ninh. Do đó thì chưa làm được. Nhưng mà ông nói rằng có thể là sau bầu cử đi thì có thể. Nhưng mà trước bầu cử thì cái lịch của ông thứ nhất là nó khá chặt chẽ. Ông không có tiện bay ra nước ngoài. Và thứ hai là cái mạng lưới an ninh. Và thứ ba là nó có cho phép một ứng cử viên tổng thống bay ra nước ngoài để gặp lãnh đạo của nước khác hay không. Tại vì luật bầu cử rất là khó. Đi vận động các quốc gia ở bên ngoài mà tác động vô cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ là phạm luật. Do đó, ông Trump nói có những cái thách thức về mặt pháp lý ông chưa tới. Nhưng ông sẽ hứa là sau tháng 11, kết quả bầu cử có thì lúc đó ông có đủ cái tư thế hơn. Thì chưa biết được, có thể rằng là ông sẽ đi sớm nếu như mà Ủy ban bầu cử liên bang, tức là FEC cho phép. Rồi thứ hai, mạng lưới an ninh được bảo đảm. Thì có thể ông sẽ bay tới Ukraine nha. Đài CNN giờ này có những lời lẽ ôn hòa về anh, kể cả đài này chỉ trích người đứng chung liên danh với Harris. Tôi đã nói quý vị là CNN sau cái giai đoạn mà đối đầu với ông Trump thì bây giờ họ bị transform. Tức là những thành phần chống Trump ở trong CNN đã bị loại ra bớt rồi. Và họ đưa vào đó những nhân vật được xem là ôn hòa hơn và có một cái thái độ chuyên môn hơn. Do đó thì quý vị thấy cái ngôn ngữ của CNN sau này nó giảm bớt rất là nhiều. Nhất là vừa rồi khi mà ông Trump xuất hiện tranh luận với lại Joe Biden thì Jake Tapper, nhân vật thường chỉ trích ông Trump, cũng đã xoay chiều. Cũng đã xoay chiều và cái quan điểm nó đã khác đi rồi. Jake Tapper và Dana Bash là hai nhân vật của CNN đó. Thì quý vị, nó giảm đi rất là nhiều rồi. Có nghĩa là đã có sự thay đổi trong hệ thống nhân sự của CNN. Thì do đó tại sao mà họ bắt đầu quân bình lại cái mức độ tin tức và bình luận. Thay vì lúc trước họ dồn 100% họ tấn công 100% không, thì bây giờ họ quân bình lại. Có thể là do nhu cầu của cuộc bầu cử năm nay, họ muốn lấy lại khán giả. Và cũng có thể rằng nó chỉ mua giai đoạn thôi. Nó chỉ mua giai đoạn thôi, chưa biết được. Nhưng ít nhất chúng ta thấy được những cái tin nó tương đối là nó có sự quân bình. Trước hết là như vậy đã nha. Rồi tiếp tục. Ok. Kinh tế nhu cầu hàng ngày của dù Dân Chủ hay Cộng Hòa đều ảnh hưởng. Sao đám Dân Chủ không thấy hả anh Phong? Là sao? Không hiểu luôn. Thật sự quý vị, trong cái bài giải thích của tôi rất rõ ràng, kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc bầu cử lần này. Tất cả các cuộc thăm dò hoặc là tất cả các cái cuộc phỏng vấn với các cử tri, họ đều đưa ra cái lời này. Thì cái điều mà tôi phân tích cho quý vị thấy là ông Trump nói đúng. Khi hỏi cử tri năm nay cái nào quan trọng nhất đối với họ, họ nói kinh tế. Rồi á, ai là người có thể giúp
giúp kinh tế tốt hơn và kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn. Họ khẳng định là ông Trump. Nhưng mà họ nói, họ bỏ phiếu, họ nói họ bỏ phiếu cho Kamala Harris. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn đó không? Họ coi trọng nhất vấn đề kinh tế. Và họ tin ông Trump làm kinh tế tốt hơn bà Harris mà đi bỏ phiếu cho Harris. What the point? Quý vị, nội nhìn cái này chúng ta thấy sự mâu thuẫn rồi. Nội nhìn cái này không, chúng ta đã thấy được sự mâu thuẫn của cái đám thực hiện thăm dò theo kiểu bữa rồi. Nếu mà họ nói rằng, nếu mà cử tri Hoa Kỳ coi trọng dân chủ nhất, thì có thể đúng. Người ta sẽ bỏ phiếu cho Harris. Bởi vì ông Trump đang bị chụp mũ là gây hại nền dân chủ mà. Nhưng bây giờ người ta nói rằng là họ coi trọng kinh tế. Và tất cả các cuộc thăm dò đều thấy là ông Trump gác điểm bà Harris rất xa về kinh tế. Tức là ông điều hành cái guồng máy kinh tế tốt hơn. Mà họ đi bỏ phiếu thì bỏ phiếu cho Harris. Quý vị có thấy nó nghịch lý không? Tức là nó thổi lên nhưng mà nó không có cho thấy cái sự, nó không nhìn thấy được là cái sự nghịch lý đó nha. Tức là nó cố tình đó. Ok. Anh nghĩ sắp tới Mỹ có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công vùng chiếm đóng Kursk của Nga không? Tôi chưa biết được. Tùy theo Joe Biden. Tùy theo Joe Biden và lúc đó Quốc hội Hoa Kỳ có đồng ý hay không? Tại vì sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công vào một lãnh thổ quốc gia khác, nó đòi hỏi có sự chấp thuận của Quốc hội nữa. Joe Biden quyết định là một lẽ, nhưng mà còn Quốc hội Hoa Kỳ nữa. Họ cho phép hay không nữa? Nha. Rồi. Sắp tới Ukraine được NATO hỗ trợ chiến đấu có F-16 hoặc F-35 tấn công Nga hiệu quả hơn. Tôi chưa biết, nhưng mà F-16 bây giờ trên quy tắc là họ chỉ tấn công vào khu vực ở biên giới thôi. Chứ họ chưa bay qua không phận của biên giới. Họ chỉ vòng vòng bảo vệ và phòng thủ thôi. Tức là họ bắn chặn tất cả những cái hỏa tiễn nào từ ở bên kia biên giới bắn vào Ukraine. Nhưng mà họ chưa có bay qua không phận của Ukraine, của Nga. Đó là điều nhất. Thứ hai, F-16 mới huấn luyện gần 8 tháng nay mới được xong. Thì nói tới F-35 chờ khi nào mới có được phi công lái được F-35. 8 tháng nay mới huấn luyện xong được cái đợt đầu tiên của phi công thôi. Mà vẫn còn đang nằm trong cái tình trạng nó gọi là thử nghiệm thôi. Chứ nó chưa phải là một chuyên nghiệp. Quý vị nghĩ F-35 mất đã bao nhiêu thời gian nữa? Ở đó mà có là cung cấp thì dễ. Ai sử dụng? Ok. Rồi tiếp tục. Cho dù con cọp giấy có chế tạo bất kỳ cái gì đi nữa cũng không dám đối đầu với Hoa Kỳ về quân sự. Chưa biết được. Đôi lúc họ biết rằng là họ không thể đối đầu. Nhưng ở cái thế không còn chọn lựa, không còn cửa thoát. Bắt buộc phải ở thế đó thôi. Do đó chúng ta không nói được. Bắc Kinh thì tự tin lắm. Nhưng mà đến lúc mà xảy ra vấn đề rồi mới biết được. Quý vị nên nhớ, tất cả những cái hiện đại hóa kỹ thuật của Trung Quốc bây giờ, họ lấy cắp và họ sử dụng những con chip của Hoa Kỳ. Và lúc đó quý vị, những con chip này nó cần phải được upgrade mỗi 1-2 tháng. Thì quý vị, nếu như các công ty Hoa Kỳ ngưng cung cấp dịch vụ thôi, thì mấy con chip điện tử này ra sao? Nằm trong tất cả cái hệ thống quân sự. Do đó, tôi chưa nói được. Tôi chưa nói được là bằng chứng là gì quý vị? Cái J-20, tức là cái loại phi cơ tàng hình của Trung Quốc đó. Họ đã có một cái phi cơ tàng hình gọi là J-20 đó. Nhưng tại sao họ không tự mình huấn luyện hay qua ngang huấn luyện mà họ lại đi chiêu mộ tất cả những phi công của khối Tây Phương? Có nghĩa là tất cả những cái kỹ thuật nằm ở trong đó đều của khối Tây Phương hết. Cho nên họ mới chiêu mộ phi công Tây Phương dạy cho phi công của họ. Chứ nếu mà họ sử dụng kỹ thuật của Nga thì họ qua Nga được rồi. Nếu những cái động cơ ở trong cái J-20 này là sử dụng kỹ thuật không phải của Tây Phương thì đâu có cần nhờ phi công của Tây Phương huấn luyện cho phi công của họ. Thì quý vị, họ khoe khoang là chuyện của họ. Còn mình phân tích, mình cho thấy và cuối cùng đi tới thực chiến thì mới nói được tất cả mọi thứ. Còn bây giờ không phải thực chiến, chúng ta không nói được cái gì hết nha. Rồi tiếp tục. Mỹ tập trận Biển Đông có phải răng đe Trung Quốc hay tạo sự tin tưởng của những nước đồng minh ở Mỹ, Á Châu hay không anh Phong? Thứ nhất là cuộc tập trận này trên cái vùng nó gọi là hải phận quốc tế, nhưng mà nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thứ nhất là họ khẳng định cái quyền tự do hàng hải đã.
họ không có răn đe nước nào hết. Họ đang bảo vệ cho quyền tự do hàng hải ở trên các cái hải phận quốc tế. Đó là điều đầu tiên hết. Ok. Và thứ hai, cuộc tập trận này nó sẽ là một cái dấu hiệu tốt cho những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ mà chưa chọn phía. Đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là mang tính chất răn đe gì cả. Còn quý vị nhìn hiển dịch là cuộc tập trận này đe dọa Trung Quốc hay răn đe Trung Quốc là chuyện của quý vị. Cái thông báo chính thức của đệ thất hạm đội là bảo đảm quyền tự do hàng hải và mở rộng trên cái tuyến đường Indo-Pacific trên các hải phận quốc tế. Đây là cái thông báo chính thức của hạm đội, đệ thất hạm đội đưa ra nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lần này tổng bầu cử tổng thống chắc chắn không còn gian lận phiếu bầu như năm 2020. Người chết cũng có tên trên phiếu bầu. Rất nhiều những tiểu bang đã loại tên của những người không đủ qualify ra khỏi phiếu bầu, bao gồm luôn cả người chết. Thì quý vị, năm nay cái hệ thống bầu cử của các tiểu bang đã gạn lọc lại rồi. Do đó tôi nói là rất khó mà ảnh hưởng tới kết quả bầu cử liên bang, trừ phi là cái hệ thống đó bị hack. Bị hack. Nhưng bây giờ thì họ cấm là trong cái giai đoạn đếm phiếu, kiểm phiếu, nhận phiếu của các cái máy không được phép gắm internet vô. Thì tức là họ ngăn chặn luôn cái tình trạng mà hacker luôn rồi. Thì bây giờ chúng ta chờ coi tới ngày bầu cử mới biết được nha. Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Mục tiêu của dân chủ muốn Trump không thắng thì đúng hơn. Thì có bao giờ họ muốn bên đồng Cộng Hòa thắng đâu. Nói vậy cũng bằng thừa thôi. Ok. Có khi nào bà phó tổng thống thắng cử trong đợt này phải không? À, không anh Phong. Em muốn bà thắng lắm hả? Bây giờ nhìn trên phân tích thì em tự hiểu đi. Ok. Và bà thắng ở điểm nào? Nói cho anh biết đi. Hầu như khán giả TNP của anh đều muốn ông Trump thắng hết á. Em nói ngược. Có vẻ như là em muốn bà ta thắng. Và bà ta thắng ở điểm nào? Bà ta thắng nhờ cái gì? Nói cho tôi biết đi. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Các cựu binh sĩ NATO có thể đến giúp Ukraine với danh nghĩa lính đánh thuê quân đoàn tình nguyện không anh? Họ đã làm. Nhưng được có được bao nhiêu người? Vẫn có những người tình nguyện tới Ukraine chứ đâu phải không có đâu. Nhưng số lượng này không nhiều. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến tới bây giờ rồi. Họ từng là cựu binh sĩ ở trong các lực lượng quân đội của các quốc gia thành viên của NATO. Và trong đó có cả người gốc Việt, có cả người gốc Đài Loan nữa. Nhưng mà số lượng này nó không được nhiều. Nó không được nhiều. Do đó, tới giờ phút này thì tôi đâu có thấy được bao nhiêu đâu. Trong khi Ukraine đang đối diện với sự thiếu hụt về nhân sự. Thiếu hụt về nhân sự nha. Rồi. Harris thổi ống đủ của Biden y chuẩn 4 năm trước. À, Biden thổi ống đủ của truyền thông. Harris thổi ống đủ không kịp nên teamwork vào để thổi cho nhanh. Thật sự quý vị, tôi đã nói với quý vị rồi. Các cuộc thăm dò quý vị phải ngồi phân tích nó dựa trên cái điểm gì để bà ta tăng điểm. Nó dựa vào màu da của bà ta. Nó dựa vào bà ta trẻ hơn Joe Biden. Hay nó dựa vào cái chính sách 4 năm tới của bà ta và sự quan tâm của cử tri. Quý vị, chúng ta ngồi vô phân tích là chúng ta biết ngay những con số này là những con số thật hay giả. Và những con số đó được thổi phồng hay không. Rất rõ ràng nha. Rồi. Hoan hô Elon Musk trong cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ. Ông Elon Musk đang bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, không phải dân chủ. Ông đang bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người trên platform X. Ông chưa có nói gì về dân chủ hết. Ông chỉ nói về vấn đề quyền tự do ngôn luận thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Bà Hillary Clinton năm 2016 được toàn bộ cử tri ôn hòa và cực tả dân chủ ủng hộ còn chưa thắng ông Trump. Nói chi tới tình hình dân chủ đang bị chia rẽ và bị ứng cử viên độc lập chi phiếu. Cho nên tôi nói quý vị ngồi xuống của quý vị phân tích là quý vị biết ngay. Nếu so cái tư thế của Kamala Harris bây giờ với lại Hillary Clinton năm 2016, ai hơn? 90% truyền thông ủng hộ cho Hillary, endorse Hillary. Cả một cái đảng dân chủ đứng sau lưng Hillary.
giới truyền thông đứng sau lưng, cả một cái Hollywood đứng sau lưng, và cả cái đám trí thức ở trong các trường đại học đều endorse bà ta hết. So với Kamala Harris bây giờ. Và năm 2016, ông Trump đang phải đối diện với một đống những cái bãi rác đảng Cộng Hòa chống ổng. Ổng không có tiền tranh cử. Ổng phải dùng tiền túi, không quyên góp được. Mà vẫn đánh bại được 15 thành viên của đảng Cộng Hòa. Còn bây giờ tư thế của ổng, cả một cái đảng Cộng Hòa ủng hộ đằng sau lưng. Thì quý vị đưa lên bàn phân tích cẩn thận từ năm 2016 tới năm 2024, quý vị sẽ nhìn thấy ngay. Ok. Rồi tiếp tục. Anh nghĩ phe đối lập áp lực tổng thống Mexico bắt giữ Putin không? Nếu Mexico không bắt ông ta thì Mexico bị loại ra khỏi ICC không? Loại thì loại, who care? Loại thì loại thôi, who care? Họ vào trong đó chẳng qua là bởi vì có nhiều quốc gia lôi kéo họ vào. Chứ ICC á, có được cái gì, có được cái lợi lộc gì cho họ đây? Rất nhiều quốc gia đâu phải là thành viên của ICC đâu. Tất cả những cường quốc trên thế giới đều không phải là thành viên của ICC. Ok. Và thứ hai nữa, phe đối lập có áp lực thì kệ bà phe đối lập chứ. Quyền trong tay của Tổng thống. Ông Obrador khẳng định, we cannot do it. Và phe đối lập cũng đâu có vượt qua được hiến pháp của phe của Mexico. Ok. Rồi, tiếp tục. Wow, lướt qua một cái, đọc rồi nha. Ok. Ở Việt Nam theo dõi bầu cử của Hoa Kỳ từng ngày mong cựu Tổng thống tái đắc cử trở lại. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người trên thế giới không đi gì Việt Nam đều quan tâm tới cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Tại vì nó ảnh hưởng tất cả các quốc gia trên thế giới nha. Yeah. Ok. Nước Mỹ chưa có luật chế tài về việc gian lận bầu cử phải không? Có chứ. Có chứ, nhưng mà có điều là cái luật đó nó áp dụng ở các khu vực địa phương. Và một lá phiếu gian lận là 1 năm tù. Tối đa là 1 năm tù. Nhưng mà bây giờ thì quý vị, thường thường bầu cử xong thì họ lại ít truy tố. Luật thì có, nhưng mà truy tố hay không tùy thuộc vào cái tiểu bang đó nữa. Có những cuộc bầu cử xong rồi, thắng bại phân rồi, thì họ xóa luôn, họ không có truy tố gì hết. Nhưng có những người vẫn bị truy tố nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ukraine có thể nhân cơ này bắn rơi máy bay chở Putin tới Mexico không anh? Thì cứ bắn thử đi. Bắn ở đâu? Bắn ở đâu? Tại vì Ukraine nằm ở đây. Còn cái chiếc máy bay chở Putin bay hướng này, lấy gì bắn? Máy bay Putin bay hướng này qua Mexico mà. Tức là bay về cái hướng Thái Bình Dương. Còn Ukraine nằm ở phía đông của Âu Châu. Nhìn trên bản đồ là biết rồi. Lấy cái con khỉ gì bắn. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Wow. Ok. Năm 2020 nhìn lại thấy gian lận rồi. Cử tri là đăng ký 36 triệu. Kiểm phiếu 55 triệu. Dư ra 19 triệu ở đâu ra? Ở đâu ra con số này? Ở đâu ra con số là chỉ là cử tri đăng ký là 36 triệu. Trong khi riêng một mình ông Trump không là 74 triệu rồi. Đưa ra những con số tầm bậy tầm bạ, dựng chuyện không à. Ok. Ok. Đúng rồi anh Phong ơi. Mọi người trên thế giới vẫn mong ông Trump thắng cử tổng thống. Tôi nói là rất nhiều người. Tại vì họ đang đối diện với nhiều thách thức bất ổn. Đe dọa chiến tranh. Kinh tế khó khăn. Giá năng lượng quá cao. Và vật giá lên cao hết. Do đó, sự thay đổi chính trường của Mỹ thì có nghĩa là tác động trực tiếp tới đời sống của họ luôn. Và ông Trump đã nắm được những cái then chốt làm cách nào để mà có thể điều hành quần máy quốc gia của Hoa Kỳ ảnh hưởng tới những quốc gia khác. Ông vẫn nhắm vào vấn đề năng lượng là chính. Năng lượng giảm, tất cả mọi thứ giảm hết. Ok. Rồi, tiếp tục. Ok. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Nếu báo chí thăm dò thì kết quả nó muốn thế nào mà chẳng được. Tôi đã nói quý vị là những cái mà quý vị đưa lên cái bàn, quý vị ngồi xuống quý vị phân tích. Đừng để ý tới các cuộc thăm dò. Quý vị phân tích cái tư thế của Hillary, tư thế của Kamala Harris, cái chiến lược điều hành quốc gia trong 4 năm tới của ông Trump, của Kamala Harris.
Okay. Và những gì ông Trump đã làm trong 4 năm và những gì Kamala Harris đã làm trong 4 năm. Quý vị đưa lên bàn cân, quý vị phân tích ra là quý vị sẽ thấy được là cử tri chọn ai rồi. Ok, không cần phải chạy theo mấy con số chi cho nó mệt, đúng không? Rồi, bỏ qua chuyện cũ, Trump lùi một bước, trời cao đất rộng, từ từ chân lý sẽ thắng. Thì lúc đó tôi đã nói rồi, ông Trump cục diện của ông là thua trước thắng sau mà. Năm 2020 tôi đã nói câu đó. Cục diện của ông là thua trước thắng sau. Và nhờ thua trước thắng sau này, thì mọi người mới bắt đầu hiểu rõ hơn. Cũng giống như tướng độc nhãn của Do Thái ngày xưa. Ông cũng là tới chiến trường Việt Nam, ông nói đó. Muốn thắng Cộng sản để cho nó thắng trước đi. Và khi nó thắng rồi thì tất cả người dân đã nhìn ra. Có điều là bây giờ nó gieo rắc cái chủ nghĩa xã hội, không người dân nào dám lật nó thôi. Nhưng mà người ta đã nhìn ra bản chất của Cộng sản. Thì cũng giống như Đảng Dân Chủ, nếu ông Trump thắng cử năm 2020, thì liệu người dân có nhìn ra được bản chất bây giờ của Đảng Dân Chủ không? Chưa chắc. Nhờ ông Trump thất cử, nó điều hành của máy quốc gia và đám cực tả này nó quậy, thì người dân bây giờ mới nhìn ra được bản chất của Đảng Dân Chủ là cái gì. Thì quý vị, nó có giá trị về lâu dài. Nó thắng nhất thời trong 4 năm này. Nhưng mà nó sẽ bại vài chục năm sau. Tại người dân đã nhìn ra được. Ok. Rồi tiếp tục. Em hỏi mấy người Hàn Quốc, ai cũng mong ông Trump thắng cử. Bởi vì cái chính sách cứng rắn đối ngoại của ổng thuyết phục được nhiều người. Và 4 năm dưới quyền của ổng, không một nơi nào quậy hết. Kể cả Nam Hàn. Nam Hàn yên tâm. 3 lần ông Trump gặp Kim Jong-un. Kim Jong-un trong thời gian ông Trump cầm quyền không có phát triển vũ khí, không có bắn thử hỏa tiễn, không làm gì hết. Thì họ cảm thấy yên tâm hơn. Còn dưới triều đại của Joe Biden, Bắc Hàn bắn thử trên 100 lần rồi. Và đang có những cái đe dọa gây căng thẳng với Nam Hàn. Đó là dưới triều đại Joe Biden bây giờ đó nha. Rồi. Wow. Năng lượng hóa thạch vẫn còn xài được mấy trăm năm nữa thì tội gì phải chạy theo năng lượng xanh kiểu cực tả. Vấn đề ở chỗ là nó bị brainwash trong trường học bởi mấy tên trí thức cực tả. Nó nói rằng là thế hệ kế tiếp là sẽ trái đất sẽ bị hâm nóng, rồi băng sẽ tan chảy, bla 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 bla. Nó đưa những cái thông tin này ra. Quý vị, trái đất chúng ta đâu phải chỉ có một sớm một chiều như vậy. Và trái đất chúng ta đã trải qua mấy triệu năm rồi. Chứ đâu phải là một sớm một chiều. Vấn đề ở chỗ là đám nhỏ này nó bị brainwash, nó bị tẩy não. Do đó nó cứ nghĩ rằng là môi trường là trên hết. Trong khi nó phải ăn bám cha mẹ nó. Nó không tự mình tạo ra tài sản mà đi ăn bám cha mẹ không à. Ok. Quý vị thấy những thằng mà đi theo mà biểu tình cho môi trường đó, toàn là những thằng ăn bám không đó. Mấy nhỏ ăn bám 17, 18 tuổi đó. Nha. Rồi tiếp tục. Ok, một thời Obama cũng tệ lắm đấy chứ, người dân Mỹ trẻ ngán, chán ngán. Thật sự lúc Obama đắc cử thì dân Mỹ háo hức lắm. Lần đầu tiên có một tổng thống da đen mà. Và trẻ nữa. Nhưng mà 8 năm dưới thời của Obama nói lên tất cả mọi thứ. Nói lên tất cả mọi thứ rồi. Tức là một nền kinh tế bệ rạc. Và một xã hội băng hoại. Không phải màu da là quan trọng. Quan trọng là người điều hành quốc gia có bản lãnh hay không và có khả năng hay không. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Hy vọng ông 45 trở lại tòa Bạch Ốc một lần nữa thì vấn đề trong nước và thế giới sẽ được giải quyết. Thì tôi nói quý vị, đẩy mạnh kinh tế nó sẽ giải quyết rất nhiều những cái vấn nạn trong xã hội. Cái Hilton Nhật Ký phần 2 của tôi nói điều này. Vấn đề kinh tế mà tăng trưởng tốt, kinh tế khỏe mạnh thì chính phủ có thêm tiền. Tại vì ai cũng làm kiếm được tiền nhiều, kiếm được tiền nhiều thì đóng thuế nhiều. Thì chính phủ thu thuế nhiều. Thì thu thuế nhiều nó sẽ lấp được cái vấn đề thâm thủng ngân sách. Nó sẽ không có những cái tình trạng khó khăn. Rồi kinh tế tăng trưởng thì quý vị, gia đình bớt hụt hạt. Tức là người trong gia đình, vợ chồng với nhau không có hụt hạt nhiều. Khi mà tài chánh được giải quyết. Rồi bước ra xã hội, kinh tế tăng trưởng tốt, ai cũng kiếm được tiền, thì đâu cần phạm pháp, thì tình trạng và tội ác nó sẽ giảm xuống. Do đó, cái kinh tế nó giải quyết rất nhiều vấn đề ở trong xã hội. Đẩy mạnh kinh tế,
là giải quyết được nhiều vấn đề từ xã hội cho tới gia đình và kể cả guồng máy điều hành quốc gia. Bây giờ cái công ty đó nó kiếm được 1 triệu, bây giờ kinh tế mạnh nó kiếm tới 3 triệu, thì có phải là thuế nó đóng nhiều hơn không? Rồi lợi tức của quý vị đi, ví dụ quý vị kiếm được 60.000 một năm đi, kinh tế tốt quý vị kiếm tới 100.000 năm, quý vị đóng thêm thuế không? Yes, chính phủ thu thêm thuế. Và thu thêm thuế thì đâu có cắt giảm Medicare, đâu có cắt giảm housing, đâu có cắt giảm food stamp. Còn bây giờ kinh tế khó khăn, chính phủ thâu thuế ít quá, phải đi được thế người dân. Rồi tiền vô không đó, rồi thâm thủng chi phí nhiều quá, thâm thủng ngân sách, thì phải cắt giảm thôi. Đó là cái mà tôi nói là cái quy tắc của vận hành của một máy quốc gia là như vậy. Kinh tế chiếm phần rất quan trọng. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.